Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Đà Nẵng, thành phố trẻ năng động nổi bật bậc nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Đà Nẵng hiện là tiêu điểm của các sự kiện kinh tế, thương mại quan trọng của quốc gia và cũng là một nơi đáng sống của nhiều cư dân có nhu cầu nâng cao chất lượng sống tìm đến, là điểm du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hấp dẫn bậc nhất tại Việt Nam. Tiềm năng thấy rõ, thu hút đông đảo các nhà đầu tư sành sỏi trong và ngoài nước. Với tầm nhìn của các nhà quản lý Lotte Mart được đặt tại vị trí mà tại đó bao quanh là các khu vui chơi giải trí, trung tâm thể thao và các khu dân trí cao thu hút khách du lịch như Helio, Asia Park, nhà thi đấu đa năng. Nhịp độ phát triển của thành phố Đà Nẵng ngày một tăng nhanh chóng như hiện nay. Trung tâm thương mại ngày càng phát triển, môi trường cạnh tranh lành mạnh được thiết lập. Sự nở rộ của các trung tâm mua sắm chuyên nghiệp hiện đại giúp người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn, thì yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng cao. Điều này khiến cho những đánh giá của khách hàng về dịch vụ khách hàng trở nên khắt khe. Nắm được tình hình thị trường này, Lotte Mart Đà Nẵng luôn không ngừng cải tiến và hoàn thiện mình hơn nữa trong mắt của khách hàng. Với khẩu hiệu khách hàng là chủ nhân của chúng ta, Lotte Mart mong muốn là nơi mang lại sự phong phú cho mỗi người dân nơi đây, sự phong phú về hàng hóa và chất lượng dịch vụ để mang đến sự thoải mái và tin yêu của khách hàng. Khối lượng hàng hóa của Lotte Mart luôn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Với nguồn hàng hóa đa dạng phong phú về chủng loại, trưng bày hàng hóa giúp cho việc tìm kiếm dễ dàng. Các gian hàng được bố trí hợp lý, khiến cho khách hàng có thể nhanh chóng tìm kiếm được sản phẩm mình muốn mua một cách nhanh chóng, tiết kiệm được nhiều thời gian. Phân loại hàng hóa và nhóm sản phẩm dựa vào tính chất, công dụng của sản phẩm hoặc có thể chia nhóm các sản phẩm theo thói quen mua sắm của khách hàng. Đặt những sản phẩm giống nhau theo cách logic giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm cần mua ở bất cứ nơi đâu trong siêu thị. Sự sắp xếp tổng thể không gian siêu thị theo chủ đích và trọng điểm riêng biệt như Việt Nam Zone, Korea Zone, Cà Phê Zone để khách hàng dễ dàng tìm kiếm hơn. Những món ăn mang đậm hương vị quê hương Việt luôn là sự lựa chọn của khách hàng khi đến nơi đây. Đặt cả chữ tâm vào mỗi món ăn, quầy Delica của Lotte Mart Đà Nẵng luôn cho ra những món ăn hấp dẫn với hương vị thơm ngon khó cưỡng, sạch sẽ, chất lượng, giá cả phải chăng là tiêu chí của những món ăn tại nơi đây, luôn là điểm dừng chân thú vị cho khách hàng khi trải qua thời gian mua sắm. Trưng bày đẹp, bắt mắt, tiện lợi và đa dạng, quầy Delica nhận được lời khen ngợi của khách hàng khi đến thưởng thức. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, thì dịch vụ chăm sóc khách hàng chính là yếu tố để doanh nghiệp có thể cạnh tranh và đứng vững trên thị trường. Như chúng ta đã biết, thì chi phí cho việc thu hút một khách hàng mới cao gấp 5 đến 10 lần so với chi phí của việc giữ chân một khách hàng cũ. Vì vậy, trong tình hình hiện nay, thì dịch vụ khách hàng chính là nhân tố quan trọng, góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, đảm bảo lượng khách hàng ổn định và duy trì lòng trung thành của khách hàng đối với siêu thị. Trên cơ sở đó, Lotte Mart đã triển khai các dịch vụ chăm sóc khách hàng với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm trong công việc. Bên cạnh đó là các dịch vụ cộng thêm giúp khách hàng cảm thấy thuận tiện hơn việc mua sắm của mình khi đến với siêu thị Lotte Mart, như việc mới thành lập ra app Speed Lotte giao hàng nhanh chóng và vô cùng thuận tiện. Luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu, triết lý của Lotte Mart khi nhân viên đến làm việc là phải đặt vị trí của bản thân của khách hàng để thấu hiểu được nhu cầu và tâm tư của họ mà có những thái độ tích cực nhất đối với khách hàng. Vì vậy, khi đến với Lotte Mart, các bạn luôn thấy những ánh mắt chiều mến, những nụ cười tươi tắn, những cử chỉ ân cần và nhiệt huyết. Để có những hình ảnh đẹp như vậy, Lotte Mart luôn có các buổi training đầu vào, training nâng cao và những buổi họp nhanh để luôn nhắc nhở nhân viên của mình rằng hình ảnh của các bạn sẽ là hình ảnh của Lotte Mart trong tâm trí của khách hàng, để khách hàng đánh giá rằng họ có nên quay lại với siêu thị lần nữa hay không. Các quản lý của Lotte Mart Đà Nẵng luôn giúp khách hàng sắp xếp hàng hóa và đóng thùng cho khách rất đẹp mắt. Bởi sự tỉ mỉ của mình, những thùng hàng được đóng một cách chắc chắn nhưng cũng không kém phần thẩm mỹ. Sự đề phòng của tất cả các khách hàng khi đến những nơi công cộng là luôn có. Nhưng khi đến với Lotte Mart, khách hàng cảm thấy thật tin cậy và an toàn vì luôn được nhân viên nơi đây hỗ trợ nhiệt tình. Những tài sản bị thất lạc, nếu là nhân viên siêu thị hay nhân viên Biri, nhân viên phú sĩ, nhân viên bảo vệ nhặt được sẽ được trả lại cho người mất ngay. Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự ân cần,
tận tình hướng dẫn hỗ trợ khách hàng của các cô gái của bộ phận thu ngân và FO, hay còn gọi là quầy dịch vụ khách hàng. Với lượng khách hàng hơn hàng ngày, nhưng các bạn vẫn luôn với một thao tác nhanh nhẹn, thái độ hòa nhã vui vẻ, luôn tạo cảm giác thoải mái và hài lòng khi giao tiếp. Vì vậy mà các cô gái này luôn ghi điểm của khách hàng. Để có được những thái độ tích cực của nhân viên khi tiếp xúc với khách hàng để luôn làm vui lòng khách đến và vừa lòng khách đi như vậy, Lotte Mart cũng luôn quan tâm đến đời sống tinh thần cho nhân viên của mình thông qua các cuộc thi nhằm tạo sự phấn đấu cho từng cá nhân và bộ phận trong siêu thị, nhằm thúc đẩy năng suất làm việc cũng như nâng cao thái độ dịch vụ. Lotte Mart đã tổ chức các cuộc bình chọn nhân viên xuất sắc và bộ phận xuất sắc hàng tháng, tôn vinh các cá nhân và bộ phận đã có thành tích đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới không ngừng của siêu thị, luôn tạo môi trường làm việc thoải mái và luôn tạo sự hứng khởi trong quá trình làm việc. Lotte Mart đã lồng ghép các điệu nhảy vào bài nhạc vừa vui tai nhưng cũng đầy thông điệp, giúp nhân viên phấn chấn hơn trong công việc.